Quốc Bình và toàn Đức Trí xin được gửi lời chào thân ái quý vị trong chương trình Thời sự trong tuần của Đài truyền KVLA được phát sóng trên cả hai băng tầng 56.5 và 57.8 và hôm nay đã là ngày thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017 xin gửi lời chào thân ái anh tại Đức Trí ngày hôm nay dạ, thứ hai có gì vui mà dạ, chúng tôi cũng xin gửi lời chào tới anh Quốc Bình gửi lời chào tới tất cả quý khán thính giả à, thứ anh thì thứ hai là một cái ngày đầu tuần nhưng mà cũng rất là vui tại chúng ta bước vào tháng 12 thành và cũng có nhiều tin trong tuần vừa qua để chúng ta yeah. nhắc lại thì quốc bình như tại Đức trí xin được lượt qua những thời sự trong tuần vừa qua trước hết là về vấn đề bắc hàn là một vấn đề rất nan giải kế tiếp châu phi và giấc mơ con đường tơ lụa mới của trung cộng hoa kỳ và các quốc gia đồng minh làm gì để phòng vệ chương trình nguyên tử và hỏa tiện lương lục địa của bắc hàn và chính sách của chính phủ hoa kỳ trước mối đe dọa về nguyên tử và hỏa tiện hạt nhân của bắc hàn thưa quý vị và để bắt đầu cho chương trình thì xin mời anh tài trí nói chút xíu về vấn đề Bắc Hàn và vấn đề đang giải mà chúng ta đang nói trong tuần vừa qua. Dạ thưa anh cũng như là thưa tất cả quý vị cái cuộc thử nghiệm mới nhất về vũ khí hạt nhân tên lửa của Bắc Hàn vào ngày 28 tháng 11 vừa qua đã tạo nên rất nhiều quan tâm của các quốc gia và sau đó đó thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 quốc gia đã có một cái cuộc họp khẩn cấp và đại sứ hoa kỳ là bà nikki haley cũng đã có những cái lời phát biểu rất là nảy lửa và và à, cương quyết trong cái cuộc họp tại với hội đồng bảo an liên hợp quốc hoa kỳ cho biết rằng hoa kỳ à, sẵn sàng à, phản ứng bằng biện pháp quân sự trong trường hợp chính phủ bằng nhượng, bình nhưỡng tiếp tục thực hiện những cái cuộc thử nghiệm hỏa tiễn và à, và cái việc thử hỏa tiễn này sẽ là một cái điều mà Bắc Hàn sẽ phải hối hận khi mà Bắc Hàn muốn Hoa Kỳ có sự phản ứng bằng quân sự thôi anh. Và tổng thống Donald Trump của chúng ta cũng có một cái ý kiến mới là ông quyết đánh chứ không muốn hòa đàm và muốn giải quyết bằng vấn đề trên bàn đàm, đàm phán vì ông nghĩ là cái chuyện này nó đã có bao nhiêu đời tổng thống đã xảy ra và không có được gì hết. Và ông nói nếu mà cần thiết quốc gia Hoa Kỳ vậy đánh thì phải bảo vệ cái người dân Hoa Kỳ cũng như là không muốn bắt hàng gây hấn thì cái chuyện chiến tranh có thể có thể xảy ra như là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc bà Nikki Haley có những lời rất là nảy lửa và việc bất ngờ thử nghiệm phi đạn mới của quốc gia này chính thức bước vào cánh cửa dành cho những quốc gia có vũ khí nguyên tử hạt nhân mà cả thế giới phải quan tâm và ngũ giác đài cho biết là hỏa tiện bắt hàng mới thử nghiệm là một hỏa tiện đàn đào xuyên lục địa gọi tắt là ballistic missile trong khi đó, chính phủ Bình Nhưỡng tuyên bố họ thử nghiệm thành công một hỏa tiễn đàn đào xuyên lục địa mới có thể gắn, có thể bắn xuyên qua lục địa Hoa Kỳ tới qua hoặc là tới những cái tiểu bang xa hơn. Hỏa tiễn này có thể đạt tới độ cao như chúng ta cũng ta thường nhắc đến là gần hơn 4.475 km, hơn 10 lần chiều cao của trạm vũ trụ quốc tế và nó bay được 950 km một giờ trong chuyến bay kéo dài khoảng 53 phút. Như vậy thưa quý vị dư anh tại Đức Trí thì trình độ công nghệ trong lĩnh vực nguyên tử của Bắc Hàn không ngừng tiến bộ nên chính phủ bình dưỡng coi thường những lời đe dọa Hoa Kỳ phải không anh? Dạ thưa anh Bình cái chuyện này hoàn toàn đúng. Uh, mỗi một lần thử nghiệm thì uh, bên Bắc Hàn đã cho biết rằng họ đã thành thành công hơn, hỏa tiễn phi đạn của họ bay xa hơn và cái sức công phá mạnh hơn. Chính vì vậy mà đến giờ phút này họ đã cảm thấy rằng họ dùng cái vấn đề quả tiện uh, tên lửa nguyên tử để mà bảo vệ chế độ của họ và cũng từ đó họ coi thường hết tất cả những cái việc trừng phạt những nghị quyết của liên hợp quốc uh, đưa ra và cũng có hai uh, cũng có một số những xu hướng một số những cái quốc gia một rất ít một số những cái quốc gia người ta cho, cho rằng đó cái việc mà bắt hàng mà có cái vũ khí nguyên tử là dùng để bảo vệ bắc hàn tuy nhiên đa số các quốc gia họ đều lên tiếng phản đối họ cho rằng bắc hàn khác với ấn độ khác với lại pakistan khác với một số những quốc gia khác thí dụ ấn độ họ cũng có vũ khí nguyên tử từ lâu tuy nhiên ấn độ không phải là quốc gia để tạo nên căng thẳng hay là gây hấn với các quốc gia khác thành ra là cái việc mà bắc hàn tiếp tục thử vũ khí hạt nhân và đạn đạo sẽ tạo thêm sẽ khiến cho cái mâu thuẫn tại bán đảo triều tiên ngày càng căng thẳng cũng như rằng sẽ cái việc thử vũ khí của bắc hàn sẽ không thể chấm dứt cái việc tập trận giữa hoa kỳ và nam hàn và cái việc tập trận quân sự giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn lại làm cho Trung Cộng rất là lo lắng. Chính vì vậy mà Trung Cộng hiện tại đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trung Cộng một mặt không muốn Hoa Kỳ có quá nhiều ảnh hưởng tại bán đảo Triều Tiên qua những cái hình ảnh tập trận quân sự giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn từ tháng 8 và tới tháng 12. Một mặt khác, Trung Cộng không có khả năng để mà khuyên can bắc hàn và, và trung cộng bây giờ đang bị những sức ép của hoa kỳ và cộng đồng thế giới để mà trung cộng phải có những cái biện pháp cấm vận khắc khe hơn về mặt kinh tế như là phải ngưng hết cái việc mà tiếp nhiên liệu và dầu hỏa cho bắc hàn thưa anh có nghĩa là phải mạnh tay hơn phải có những cái biện pháp để chế tài của chế độ bình nhượng để không có tiếp tục cái chương trình vũ cái vũ khí hạt nhân và bây giờ là cái phi đạn nhưng mà chưa có đầu đạn nhưng mà trong tương lai nếu họ thành công và làm được cái đầu đạn nhỏ thì họ sẽ gắn vào cái phi đạn này thật sự họ có vũ khí nguyên tử không phải để bảo vệ cái quốc gia mà họ bảo vệ sự tồn vong của chế độ không phải hướng chiều số phận vi thảm như ông Gaddafi lãnh đạo của Libya chủ tịch Kim Jong Un sẽ điềm tĩnh hơn các quốc gia bi quan lo ngại đó là đó là cái sự mà có những nhiều quốc gia thế giới họ lo ngại về chế độ họ sẽ dùng cái vũ khí nguyên tử để bảo đảm chế độ và duy trì cái vấn đề của bắc Hàn để có thể là kiểm soát về làm làm nụng như thế giới và mỗi lần giống như hoa kỳ và nhật bản tập trận là họ lại thử vũ khí hạt nhân và có một cao số quốc gia khác bi quan hơn thì lo ngại một khi có vũ khí nguyên tử thành công Bắc Hàn có thể có những hành động phiêu lưu và rất mạo hiểm. Không biết được chuyện gì xảy ra tại đây là một quốc gia rất là khép kín. Và kính thưa quý vị thì thái độ của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un về chương trình nguyên tử Bình Nhưỡng thì thái độ của ông Chủ tịch trẻ này như thế nào thưa anh? Thưa anh thì uh, chúng ta đều biết rằng cái thái độ của nhà độc tài Kim Jong-un là luôn uh, tỏ ra là muốn cho thế giới thấy cái sức mạnh quân sự của Bắc Hàn và luôn tỏ ra người à, là có lý trí có sự tính toán là chủ được cái mức độ và cái thời điểm để khiêu khích và cái vấn đề bắt hàng đó cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới ngoại trưởng Rex Tillerson chúng ta thấy trong cái thời gian vừa qua thì ngoại trưởng Rex Tillerson ông cũng đã có những lời chia sẻ với tổng thống và ông cũng uh, hy vọng rằng bắc hàn hoa kỳ uh, trung cộng sẽ ngồi vào bàn đàm phán và thương lượng tuy nhiên về phía tòa bạch ốc về phía tổng thống trump thì cho rằng cái việc mà ngồi nói chuyện thương lượng với bắc hàn là một cái vấn đề mất thì giờ do đó mà tổng thống và những cố vấn quân sự từ phía tòa bạch ốc thì uh, luôn muốn dùng cái, cái chính sách là tiên binh hậu lệ thành ra khi mà anh thấy mà khi tổng thống Trump lên uh, tuyên thệ tổng thống thì ông đã cắt giảm uh, ngân sách ngoại giao ngân sách với bộ quốc phòng trong những tháng vừa qua trong gần một năm qua thì bộ ngoại giao hoa kỳ đã phải sa thải gần cả ngàn những nhân viên Ngoại giao cũng như một số nhân viên Ngoại giao vì những cái Bất đồng uh, Ý kiến Thành ra là họ cũng đã Nghỉ việc Và phía bên Tổng thống Trump Thì đã tăng quốc, Ngân sách quốc phòng. quốc phòng 50 Hơn 50 Tỷ Mỹ Kim Và Đấy đã họ... giảm ngân sách của Bộ, Bộ ngoại giao. giao Có nghĩa là ông không muốn đàm phán ông không muốn đi đường ngoại giao mà ông muốn củng cố và mạnh mẽ về quốc phòng để nhiều khi có vấn đề mà chiến tranh hay bảo vệ Hoa Kỳ xảy ra thì cái chuyện chúng ta là nước Hoa Kỳ phải vững mạnh và sẵn sàng để đối đầu với tất cả các thế lực nào làm đe dọa tới quốc gia yeah. Hoa Kỳ. Và đó là vấn đề của Bắc Hàn và Hoa Kỳ, đặc biệt như tại Đức trí có nhắc tới là ông ngoại trưởng Rex Tillerson, ông muốn không muốn đánh, ông muốn hòa đàm thành ra rất là không được vừa lòng tổng thống Donald Trump của chúng ta. Có thể hai ông đã bắt đầu ý kiến với nhau thành ra lúc trước đây lại có vấn đề là nói ông ông nói ông tổng thống hình như là low iq thì phải phải anh? dạ dạ thứ đúng rồi thôi cái đồ là dạ, ông có nói câu đó và sau đó thì ông đã họp báo ông đã đính chính lại là Morrow ông không đã, có nói Morrow. cái Morrow. câu đó và, và tuy nhiên cái việc mà ngân sách về bộ ngoại giao hay là cái vấn đề bắc hàng và những cái vấn đề khác trên thế giới đó đã tạo thêm những cái sự bất đồng giữa ngoại trưởng và tổng thống thành ra lại có những cái nguồn tin rằng uh, rất là có thể rằng có những nhân vật mới như là giám đốc cơ quan tình báo cia là ông ông mai uh, pompe có thể sẽ thay thế ngoại trưởng rex tillerson trong những ngày tháng tới thôi lại cái chuyện thay đổi nhân sự đó là cái chuyện cũng không biết được nhưng đối với cái triều đại của tổng thống trump thì cái chuyện thay đổi nhân sự nó xảy ra quá nhiều và nhiều người từ chức và nhiều người lại bị ông sa thải thành ra cũng khó biết được chuyện gì xảy ra với cái tính nóng tính của tổng thống Donald Trump và bây giờ quay sang với phần Á Châu của thú vị thì trở lại với Phi Châu và Trung Cộng thì con đường tơ lụa mới này như thế nào thì anh, thưa anh Đại Đức Trí? Dạ thưa anh nếu mà chúng ta nói tới con đường uh, tơ lụa chúng tôi xin phép uh, nhắc lại để cái con đường tơ lụa rằng vào từ thời, thời xa xưa từ thời những cái thế kỷ đầu tiên uh, thì uh, Trung Quốc đã tạo một cái con đường để mà bán buôn bán vải vóc tơ lụa của trung quốc qua các quốc gia uh, á châu và qua trung đông cũng như đi lên tới châu âu thì cái con đường tơ lụa khi mà chúng ta nhắc tới con đường uh, tơ lụa là ý nói rằng cái con đường mậu dịch thương mại của trung cộng qua một số những quốc gia thì cái việc mà cái con đường cái chính sách con đường tơ lụa của trung cộng đó trong những năm gần đây đã gặp cái sự phản đối mạnh mẽ từ phía Ấn Độ. Chúng ta biết được là Ấn Độ và Trung Cộng cũng luôn có một số những cái mâu thuẫn từ những cái cuộc đụng độ tại biên giới hai quốc gia từ đầu những năm thập niên à, 60 và Ấn Độ cũng không muốn nhìn thấy Trung Cộng bành trướng thế lực về mặt quân sự và kinh tế qua một số những quốc gia và dùng cái con đường tơ lụa này để mà dòm ngó tình hình an ninh trong khu vực để mà biết thêm tình hình của một số quốc gia trong đó có ấn độ thành ra cái việc mà trung cộng họ muốn đổi chiến lược tức là họ đi thêm một cái bước nữa trong cái vấn đề chiến lược ảnh hưởng kinh tế và quân sự tại một cái tại một cái lục địa mới đó là châu, châu phi thì anh thấy như là cái chính quyền Mugabe đã chịu sự ảnh hưởng sự tài công trợ công. của trung cộng rất là nhiều thành ra trung cộng không muốn đi một cái bước nữa rằng hơn. họ đi xa hơn qua bên châu phi mà anh quốc bình cũng biết châu, châu dễ phi dễ là nghe, một dễ lục bảo. địa đang phát triển và rất nhiều tài nguyên thiên nhiên đúng sẽ tại vì có kim cương có nhiều mỗi dầu và ở châu phi thì quốc bình nghĩ trung cộng dễ khuyến dụ hơn tại vì người ta nghèo đất nước nghèo Người ta có tài nguyên nhưng mà người ta không có cái phương tiện để lấy cái tài nguyên đó và Trung Cộng thì muốn làm một con đường tơ lụa mới. Và cái diễn đàn Trung Quốc châu Phi tổ chức tại thành phố Maghreb của Vương quốc Maroc vào ngày 27 tháng 11 vừa qua. Thì anh phải nói chút xíu là cái mục đích của hội nghị này như thế nào không Dạ thưa, đây là một cái hội nghị chiến lược về các nhà hoạch định chính sách kinh tế Trung Quốc và châu Phi quy tụ trên 400 thương gia và trong đó có 150 người từ Hoa Lục đến. Và theo thông tấn xã AFP cho biết rằng trong ngày khai mạc thì ông Vương Dũng là phó giám đốc quỹ phát triển Trung Quốc và Châu Phi đã khẳng định rằng ý tưởng này nhằm vào mục đích đẩy mạnh việc hợp tác trong lĩnh vực đầu tư và ông cũng cho biết rằng đây là đại hội đảng à, cho biết là cái đại hội đảng Trung Cộng kỳ thứ 19 họp trong tháng 10 thì đã đưa ra cái chính sách là đưa ra những cái dấu hiệu mạnh mẽ trong cái việc rằng Trung Cộng phải gia tăng tốc độ để mà phát triển con đường tơ lụa tại châu Phi. Có nghĩa là trong đại hội đảng đã quyết định như vậy Và như vậy theo mục đích của diễn đàn Trung Quốc Châu Phi hiện nay Thì Trung Quốc nắm một vai trò quan trọng như thế nào tại Châu Phi anh? Dạ thưa thì uh, uh, Trung Quốc trong thời gian qua họ đã tạo rất nhiều ảnh hưởng về mặt kinh tế Và chưa đầy 20 năm thì Trung Cộng đã trở thành một đối tác kinh tế số 1 của Châu Phi Và năm 2016 trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Châu Phi đạt 100% 90 tỷ Mỹ Kim cái số liệu này được đưa ra trong diễn đàn và con số này đã sẽ nhiều hơn rằng cả doanh thu của châu Phi và Ấn Độ Pháp và Hoa Kỳ cộng lại từ việc này cho thấy đó rằng Trung Cộng đã đi một cái bước tạo quá nhiều ảnh hưởng tại lục địa châu Phi và wow, cái đó là một cái, cái quyết định của họ đi xa hơn và là một con đường tơ lụa mới và đó là chúng tôi nói chút xíu về châu Phi và Trung Cầu và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của đài truyền KVLA. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại ngắn để tiếp tục gửi đến quý vị chương trình thời sự trong tuần qua phần trình bày của tài lực trí và quốc bình Xin quý vị nhớ đó theo dõi.